I don't know what it means. So cái sa mạc là nhiều khi những cái hành động trong đó để cho mấy em thấy rõ ràng trước mắt em. Oh, that's what it means by go make disciples of all nations. Okay, with that, cái đoàn team á, mỗi ngày, mỗi năm nó khác, nhưng mà vô trong sa mạc rồi, mỗi ngày nó có cái team nữa. So it's complicated, isn't it? Right. Cái khóa này em không biết sao nói được trong vòng 15 phút nữa. Thật sự cái khóa này nếu mà dạy là họ dạy cả 2-3 ngày. Nhưng mà that's okay, phụ huynh mình thì mình dạy sơ sơ thôi. Cái khóa là thật sự là huynh trưởng cấp 3 họ mới biết. Chứ huynh trưởng cấp 1, cấp 2 họ chưa có được dạy. Giờ lên tới cấp 3 là huynh trưởng trưởng thành á, lãnh đạo á. Ok, so thường thường cái team đầu tiên của sa mạc là cầu nguyện, tại vì tất cả mọi, thông thường là cầu nguyện là tại vì tất cả mọi hoạt động của thiếu nhi bắt đầu bằng cái sự cầu nguyện. Hồi nãy vô là mình cũng bắt đầu bằng cái cầu nguyện, mấy anh chị để ý không? Giống như mỗi ngày mấy em tới đây đi sinh hoạt, vô lớp là cầu nguyện trước đã, rồi mình làm sao? Ok, rồi đúng anh chị biết. Ok, tier, of course, the other stop everything with prayer. Ok. Ok, speak of cầu nguyện đây là activity related to praying. Ok, đúng anh chị biết cái đỉnh điểm của cái ngày cầu nguyện á, là tất cả một cái hoạt động liên quan đến sự cầu nguyện. Đối với anh chị biết cái hoạt động đó, ví dụ như là thứ 6 phải không? Thứ 6 bình hồ. Tối thứ 6 là ngày cầu nguyện. Thì tối thứ 6 hoạt động. Đỉnh điểm của tối thứ 6 là ngày gì? Cái hoạt động là hình trưởng chú trọng nhiều vào nhất. Tối thứ 6 là gì? Đối với anh chị biết liên quan đến cầu nguyện. Chị biết rồi phải không? Thứ 6 là chầu thánh thể. À đúng, đương nhiên. Chầu thánh thể. Right, that's correct. Thôi cho chị chạy bóng tay đi. Biết mà không nhắm mắt. Có đúng hay không, nó sai sợ quê lắm. Nhưng mà kệ nó sai, at least mình nói rồi. Còn thật đó mình không nói. Thì thật sự ra đỉnh điểm của cái ngày cầu nguyện là chầu thánh thể, hoặc là dân hoa đức mẹ, hoặc là biết chầu thánh thể dân hoa đức mẹ là chầu thánh thể dân hoa đức mẹ là con là almost everything. Ok. Dạ, dân hoa đức mẹ. Xưng tội nữa, reconciliation. Nhưng mà thường lúc sau này tụi em ít khi mình ít có cha trong sa mạc, cho nên mình encourage mấy em là đi xưng tội trước khi vào sa mạc. Chứ nhiều khi mình không có chai trong sa mạc rồi vào sa mạc mấy em nó vẫn còn vướng mắc những tội trần gian thì còn nghiệp mấy em lắm. Alright, so với ngày thứ nhì thường thường là sáng thứ tối thứ bảy, sáng thứ bảy hay tối thứ bảy gì cỡ đó là cái ý lực là hy sinh. Đúng mấy anh chị biết đỉnh điểm của cái ngày hy sinh là gì? Cái activity mà nó chịu chú trọng vào nhất trong cái ngày hy sinh là gì? Dễ lắm, ai cũng biết hết á. Anh Dũng biết á, bảo đảm. Đúng, hành trình đức tin. Dạ, hay quá. The journey of faith. Mấy anh chị có biết hành trình đức tin là gì không? Có ai ở đây, có ai hồi nhỏ đi sinh hoạt hướng đạo hay là gì không? Có mình, có anh Dũng nói hả? Anh Dũng hướng đạo, nó gọi hành trình đức tin là gì anh Dũng? Nhưng mà sau này nó ít khi chơi hơn, tại vì nó sợ risky á. Risky, ok. Nhưng mà ngày xưa, 10 năm trước, thì như thế nó gọi cái này gọi là trò chơi lớn. Trò chơi lớn đúng không? Trò chơi lớn là sao? Trò chơi lớn nó còn đơn giản, gồm những cái trò chơi nhỏ nó gọt lại để mà nó làm cái chuỗi dài của một chuỗi trò chơi. Thì nó gọi cái đó là cái trò chơi lớn. Thì như thế năm năm vừa 5 năm trở lại đây họ không có dùng cái sớm đó nữa. Nói chuyện với những người khác, nói chuyện với những chữ cũ ấy là cũ á, họ vẫn nói ồ trò chơi lớn. Đấy, nhưng mà đối với nói chuyện với thiếu nhi thánh thể bây giờ những người mà đi mà sinh hoạt thường xuyên á, họ không có dùng cái term trò chơi lớn nữa, họ dùng cái term hành trình đức tin. Thì trong hành trình đức tin này cũng rất là đơn giản hơn những cái trò chơi, những cái chạm nhỏ nhỏ, chạm 1, chạm 2, chạm 3, chạm 4, chạm 5, chạm 6. Những chạm nhỏ nhỏ này gom lại thành một cái chuỗi dài câu chuyện để cho mấy em đi vào trong những cái chạm này, nó vượt qua những cái thử thách. Thì tại sao là đỉnh điểm của ngày hy sinh? Đỉnh điểm của ngày hy sinh là vì trong hành trình đức tin này á, em nghĩ là nếu mà không hy sinh thì chắc không có bỏ đi bản thân của mình thì mình không có về được đâu. Giống như là ai mà đã đi hướng đạo mình chơi rồi biết rồi đó. Mình vô trong cái đội, khi mà mình đã vào trong cái đội mà mình cứ nghĩ cái tôi là tôi, cái gì tôi cũng đúng, cái gì tôi cũng đúng hết, cái đội anh thế nào cũng về chót hết. Không bao giờ đội anh nào nhất được hết. Nếu mà phải bỏ đi cái tôi của mình nghe những cái người đồng đội của mình thì mình mới có thể có hy vọng là nguyên một đội nó mới carry nó về nhất được. Đấy, thì đó là lý do tại sao tụi em bỏ vào cái hành trình đức tin hành trình đức tin vào cái ngày hy sinh. Lý do tụi em đổi thành hành trình đức tin là vì em nói lúc đầu tất cả mọi cái hoạt động thi đều phải educational. Nhưng mà mình nghe tới cái chữ trò chơi lớn, trò chơi chứ chắc là đã có những cái tính cách giáo dục ở trong đó. Cho nên tụi em muốn đổi lại một tí, mình chỉ đổi cái term thôi và nó đổi hoàn toàn khác cái tính chất của cái trò chơi. Hành trình đức tin có nghĩa là cái hành trình khi mà mấy em đã vào cái hành trình rồi
nó sẽ có cảm giác là nó chính là cái người ở trong cái cuộc lữ hành đó. Whatever that is, right? Ví dụ hành trình đức tin tụi em hay làm đó là về dân Do Thái chạy ra 40 năm trong Ai Cập. Thì trước khi vào hành trình đức tin đó, em bắt tất cả mấy em đều phải hóa trang, và mà hóa trang đàng hoàng nha, chứ không phải là hóa trang lấy cái body lông bọc lên người cùng cái xéo là thành hóa trang. No, you phải hóa trang thành người dân Israel. Tại sao? Thật sự mấy em nói that's ridiculous, I don't need to do that, right? Mấy em nói thật nó như vậy, nó nói YTA, you are so strict. Nhưng mà the problem is you have to be strict with yourself. Để mà mình phải, you have to look like Israelite and you have to feel oppressed. Phải cảm thấy giống như bị đàn áp á, tại vì ngày xưa dân Ai Cập có đàn áp dân Israel tội nghiệp lắm rồi. Thì nó phải cảm thấy đàn áp, nó cảm thấy bị nó tức, nó ghét, nó chửi luôn á. Khi mà mấy em cảm thấy được như vậy rồi á, là they are ready to go in cái hành trình đức tin. Mấy chị hiểu em nói không? Tức là tụi em muốn cho mấy em vào cái hành trình đức tin và totally cảm thấy là tôi đang bị đàn áp mà tôi ghét, không chịu nó lắm luôn á. Right? Thì lúc đó là bắt đầu mình chuẩn bị cho em chơi cái hành trình tin, lúc đó cái hành trình tin sẽ rất là hoàn thành, sẽ rất là successful. Đó, thì trong đoàn cũng vậy. Yeah, đàn xưa ghét rồi phải không? That, will you, yeah. Ok, ví dụ cái hành trình tin của em đi, cái trạm đầu tiên của em cho mấy anh chị spill the bean a little bit. Cái hành trình tin đầu tiên của em á là em che mắt mấy em lại, cho mấy em đi trên một thanh gỗ 2x4 like this. Right? Xong rồi hôm trưởng chạy một vòng bang mấy cái thùng rác là hét sợ lắm, mấy chị thương tụi mình nhắm mắt nha, mình không biết được, mình phải đi trên thân gỗ, trên ví dụ trên bàn đi, đi trên từ đây qua bên đó, rồi bị nó tạt nước nữa chứ, đấy, nó bên kia nó tạt nước nữa. Mà tại sao tụi em muốn cho mấy em cảm thấy là dân Do Thái đang vượt qua biển đỏ, mình đang vượt qua biển đỏ và dân Ai Cập nó đang đuổi đằng sau, em muốn cho mấy em cảm thấy cảm giác lo sợ là tôi không biết lúc nào tôi chết, đấy. Thì ngày xưa thì dân Do Thái ồ nhìn thấy dân Ai Cập nó đuổi theo đúng không? Ngày hôm nay thì mấy em bịt mắt đi trên thân gỗ. Thì lúc tôi không biết lúc nào tôi té lắm, tôi sợ lắm. Right? Lúc đó đạt sợ không? Sợ té luôn không? Right? Ai cũng sợ hết. Em cũng sợ đúng không? Thì đầu tiên chơi cái game đó mà nói trời ơi, mấy hình trưởng chơi dữ quá. Thì thật sự ra mình làm như vậy. Mình làm như vậy để cho mấy em nó cảm thấy được cái đức tin của nó càng ngày càng lớn hơn. Là tôi bị mình mắc lại, tôi đi trên đấy. If I trust in God, I will be fine. Right? But you will be fine, right? Because you trust. Đúng không? You trust là hình trưởng không hurt you, đúng không? Right? So, mấy em nó phải có đặt cái lòng tin vào là huynh trưởng luôn luôn muốn cho mấy em healthy. Thật sự ra tụi em la lối như vậy thì ra em có hai huynh trưởng, hai hàng đứng hai bên đứng là tẻ là tụi em nhìn liền. You know what I mean? Nhưng mà lúc mà mình bắt mình đâu có biết, mình vẫn sợ. Đó, thì đó tụi em muốn cho mấy em cảm thấy là you need to trust in God no matter what in life, cũng vậy cho cuộc đời của mình như vậy. Relay cuộc đời mình nhiều lúc mình mở mắt chừng chừng như vậy nè, nhưng mà cái tâm hồn mình nó bị che phủ bởi những cái gì, công việc làm bị che phủ bởi cám dỗ này nọ, mình không thấy được Thiên Chúa. Thì lúc đó mình phải biết rõ ràng là Chúa ở đó. We need to trust in God, we need to count on God để mà vượt qua cái khó khăn trong cuộc đời của mình. Phải không anh chị? Em nghĩ cái này đối với mấy em thì nó fun, nó ngay lúc đó nó như vậy. Nhưng mà đối với người lớn của mình á, mình vẫn có thể relate được như thường. Đó lý do tại sao cái tụi em dùng cái hành trình đức tin. Thì with that, hành trình đức tin này á, huynh trưởng mà muốn mà làm cái hành trình đức tin của mấy em nó về mà nó cảm thấy cuộc đời của tôi thay đổi hoàn toàn qua cái hành trình đức tin á, thì anh Trương phải bỏ ra rất là nhiều thời gian, rất là nhiều cái design, phải suy nghĩ rất là nhiều, nó khó lắm. Làm cái hành trình hay rất là khó, anh Dũng chắc cũng làm rồi, anh Dũng biết không, làm cái hành trình đức tin mà mấy em nó về mà nó nói mười mấy năm sau nó vẫn nói về vấn đề đó, rồi mười mấy năm sau cái lớp của Đạt nó vẫn nói về cái hành trình đức tin của em, làm đó là cái hành trình đức tin successful. Thì làm như vậy rất là khó, mình phải nhiều lúc lừa dối mấy em, mình phải làm cho mấy em cảm thấy mình là bad guy or something sometime like that. Thì khi mà mình đặt mấy em nó vào cái khung cảnh đó rồi á, mà mấy anh chị thử nghĩ ra nha, bây giờ mình được đặt ra nãy giờ Thiên Anh nó bắt mình bịt mắt nè, Thiên Anh nó bắt mình đi trên cây gỗ nè, cái xong mình đưa nó qua gỗ, mình được cởi bắt, mình mừng hết lớn luôn đúng không, mình thấy đường lại rồi, cái mình nhìn thấy bố mẹ mình đang đứng ngoài kia cầm cái iPhone chụp hình, mấy anh chị cảm thấy nó something wrong không? Right? Giống như là nãy giờ hình trưởng khó khăn lắm mới đặt mấy em vô trong cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà nếu mà các phụ huynh mà đứng ở ngoài á, mà mặc đồ bình thường, mình đứng mình cười ha 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 mình chụp hình như vậy, thì mình sơ ý, mình destroy cái intention của hình trưởng. Mấy em nó không có cảm thấy là tôi là người dân Do Thái đó, tôi cảm thấy oh ok, this is just a game, this is nothing for me to worry about, I just enjoy the game. You know what I mean? So, talking about that, em muốn nhắc nhở là nhiều khi cái hành trình nó tin này, mấy anh chị có quyền, mình có quyền mà đứng mình xem mấy em, nhưng mà đứng xa xa ra. Ví dụ mấy em nó đứng nó chơi tốt kìa, mình đứng tốt trong này.
đó là đứng chụp hình hay là đứng lấy ống nhòm nhìn nó thôi, chứ mà đừng có lại gần quá, tại vì khi mình sơ ý mình destroy cái khung cảnh thánh kinh của huynh trưởng thì khó khăn lắm mới tạo ra nhá. Nên chị có câu hỏi không? Chị nhìn những bạn câu hỏi cho em á. Ok rồi, cái lực ngày cái thứ lý lực thứ ba thường mình có ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, nó là ba ngày nhưng mà có bốn lý lực, cho nên là thứ bảy là split ra làm hai, hy sinh và lý lực kế tiếp là lý lực thánh thể. Đố mấy anh chị biết cái đỉnh điểm của ngày thánh thể là gì? Cái đỉnh điểm của cái ngày thánh thể, cái activity á, the peak activity of thánh thể, thánh thể đây là gì? Là thánh thể rồi. Peak of thánh thể đây is chậu. No, chậu là cầu nguyện. Thánh lễ đúng rồi, là mass. Yeah, tại vì trong thánh lễ mình mới được rước thánh thể đúng không? Đó thì đó là trong thánh lễ. Thì thường thường đó là mình làm thứ sáu, mình thánh lễ đó. Thánh lễ tối thứ sáu hay là sáng chủ nhật? Thì tối thứ bảy hay là sáng chủ nhật? Tối thứ bảy rồi. Dạ, thì tối thứ bảy mình có thánh thể, thánh lễ. That fit perfectly into cái team thánh thể như vậy. Rồi một cái main activity nữa của cái ngày thánh thể, đố mấy anh chị biết là cái gì? Chắc ai cũng biết đó. Đó là lửa liên, lửa thiên thánh thể. Lửa thiên thánh thể thì nói ra, nhiều người hỏi what is that, right? Nhưng mà giờ tiếng Anh rất là đơn giản, campfire, right? Nhưng mà tụi em không dùng cái thơm đó nữa. Dùng tiếng Việt đó là lửa trại, ok? Nếu mà mấy anh chị về nhà nói với tụi nhỏ đó, nói với mấy em á, oh we're gonna have campfire, đầu tiên nó nghĩ tới là gì? Cái activity trong campfire nó làm cái gì? Thứ nhất, kể chuyện ma, right? Thứ nhì, marshmallow. Đó. Nói với mấy em thì mà nói với em có lửa trại rồi lúc nào nó cũng nghĩ tới hai chuyện đó đó, mà không, thiếu nhi thánh thể. Bây giờ thiếu nhi thánh thể mới đổi, không có dùng cái chữ lửa trại nữa, mà thiếu nhi thánh thể dùng cái chữ lửa thiên thánh thể, because we believe that cái lửa chính giữa đó là Thiên Chúa ở trong đó. Tại vì cái bài đầu tiên là lửa thiên ơi hãy đến bừng cháy lên trong đêm âm u sau đợt không tối. Lửa thiên nghĩa là Eucharistic fire, tức là họ tin là tụi em tin là Chúa Thánh Thần actually sent the fire into that fire pit so that it burn for us, để mà soi sáng cái đêm tối cho tụi em. So this is a must have activity at camp, a training camp, và tất cả các activity này phải đều có những cái câu chuyện về thánh kinh hoặc là những cái câu chuyện liên quan về cái đạo của mình. Ví dụ giống như là thánh thể biến thành mình và mẫu thật, hoặc là những cái câu chuyện về những cái thánh này thánh nọ thánh kia, để mà mấy em nó học hỏi được trong cái lửa thiên thánh thể này. Cái line đầu tiên rất là quan trọng, God is in the fire. Cho nên nhiều khi tụi em là những cái người mà làm cái lửa thiên đó, tụi em phải cẩn thận, chuẩn bị rất là cẩn thận. Mình build làm sao để mà mấy em nó không có thấy được cái miếng đóng giấy báo mình để ở dưới. Tại vì nhiều khi mấy em nó nhìn qua nó thấy đóng giấy báo nó tưởng nó là rác. Cái đi ngang qua nó ăn chín chuối nhìn vô. Right? Cái là cái hoàn toàn nó said no, I did that before when I was young, I didn't know. Right? Mình đi qua lửa thiên cái mình cầm cái ly quăng vô, cháy, done. Right? Mình không có để ý. Nhưng mà lúc sau này tụi em dạy cho mấy em là đây là lửa thiên. We have God in the fire. And we use fire để mà mình người xưa, ngày xưa dân Thái họ dùng để mà họ thánh hiến. Họ đốt những con thú vật offer cho Chúa đúng không? Mà mấy em dùng mấy em bỏ rác cho đây là không có đúng. That's not right. So, cái lửa thiên có thể này mình phải là rất cẩn thận. Khi mà mình làm cũng rất cẩn thận. Và khi mà mình hết rồi á, mình phải làm cho lửa nó tàn hoàn toàn đi. Chứ mình không có quyền dùng cái lửa đó là nấu ăn kế tiếp. That's not good. That's not right. Because that is actually lửa thiên. Chúa is in there. Okay. Another thing em muốn nói về cái lửa thiên. Trong lửa thiên này tất cả các hoạt động á, tất cả các performance á, là mấy em nó đều phải liên quan thánh kinh và thánh thể để cho người khác học. It's an educational activity. Trong quá khứ em thấy là nhiều khi mấy em nó diễn ở dưới đó nó rất là vui. Cái xong phụ huynh ngồi trên đây vỗ tay cười nói xong rồi comment với nhau nữa. Mấy anh chị hiểu em nói không? Nhưng mà mình nói câu vui thật, mình ngồi em thấy gì cũng mắc cười. Nhưng mà trong cái lửa thiên thánh thể này mình đừng nên làm những cái điều đó, là tại vì mấy em nó đang diễn kịch ở dưới đó, mấy em nó ngồi trên đây nó ngồi nó coi, người diễn và người coi đều học được cả, right? Ví dụ em hỏi mấy chị này, nhiều khi mình vô nhà thờ mình đi ra cha đọc cái bài thánh kinh xong cái vừa bước ra khỏi nhà thờ đó, oops nãy giờ cha đọc gì, có ai nhớ bài thánh kinh tuần trước nói về gì không? Chắc không ai nhớ đâu ha. No. Anh nhớ không? No, anh cũng không nhớ. Anh cũng không nhớ, mình không nhớ đâu hoàn toàn. Nhưng mà nếu mà
mình ngồi coi một cái lửa tiên thánh thể này, mình có thể nhớ mình mấy năm về sau. Em còn nhớ kịch đầu tiên em diễn ông Mô-xê chúa trong bụi gai cháy, em nhớ exactly what I did, right? So that's why cái lửa tiên thánh thể này rất là quan trọng. Mình dùng cái đó khi mà mấy em mà nó diễn á, nó nhớ cái câu chuyện thánh kinh này muốn đời. Nếu mà em nào mà đi thiếu nhi 20 năm 30 năm á, thì nó học được biết bao nhiêu thứ trong một quyển sách Bible, nó sẽ nhớ được biết bao nhiêu cái câu đối thoại trong sách Bible, phải không anh chị? Đó, cho nên quan trọng đó là mình ngồi mình support mấy em, nó hay mình vỗ tay, right? Nó vui mình cười, nhưng mà mình đừng có sai comment hoặc là mình đừng có nói để mà mình distract những cái người xung quanh hay là distract những cái em nó diễn ở dưới. Yeah. Ok, cái team cuối cùng là làm tông đồ. Rồi, last này là team cuối cùng rồi, em hứa không có team nữa đâu. Rồi, tiếp tục làm tông đồ đấy. Cái đỉnh điểm của ngày làm tông đồ là mình làm cái gì? Các chị biết không? Đỉnh điểm của ngày làm tông đồ là mình đi ra, mình làm tông đồ thôi. Là mình go spread the word of God. Tức là mình đi, mình rao giảng lời Chúa. Mình đi exactly cái team của cái sa mạc mà hồi nãy Trường Ảnh nó nói. Là mình go make disciples of the world. Ok? So, cái này là cái team cuối cùng của sa mạc. Mà the way it works like this. So, so cái sa mạc, cái team á nó chỉ có hết khi mà mình bắt đầu một cái team mới thôi.